Excuse me, do you know what time it is? It's 20 to 9. Beg your pardon? 20 to 9. Huh? Ah, ok, các bạn thấy đó, thì nhiều khi có những người trả lời các bạn về cái giờ giấc, các bạn cũng không hiểu người ta nói cái gì đúng không nào? Thì hôm nay mình sẽ giúp cho các bạn về cái phần mà nói giờ trong tiếng Anh nhé. Để get started. Ok, và video này á, bao gồm 4 phần nha các bạn. Cái thứ nhất á, đó chính là các bạn đặt câu hỏi như thế nào. Cái thứ hai là cách các bạn nói giờ chẵn. Thứ ba là cách các bạn nói giờ lẻ nhưng mà theo kiểu thông thường. Và cái cuối cùng đó chính là nói giờ lẻ mà theo kiểu sang trọng, tùm lum tùm la ha. Ok, bây giờ mình vô phần 1 đầu tiên. Đó chính là làm thế nào để mình đặt một cái câu hỏi khi các bạn mà đi nước ngoài muốn hỏi giờ. Mà thường thường cũng không ai hỏi giờ đó đâu bây giờ. Nhưng mà mình học để mình biết mình nói giờ thôi, đúng không? Ai cũng có cái điện thoại rồi, đúng không nào? Ok, và câu đầu tiên đó chính là mấy bạn phải nói excuse me. Khi các bạn muốn hỏi đúng không? Hoặc là người ta hỏi mình, người ta cũng nói excuse me. Right, excuse me đúng không? Và sau excuse me đó chính là what time is it? Mấy bạn đọc chữ Z luôn á. Is it? What time is it? Right. Hoặc là cách thứ hai mà cách người ta thông thường nhất cho tất cả những cái câu hỏi, người ta sẽ bắt đầu là bằng chữ do you know. Đừng có đọc do you know nha, không ai nghe do you know. Do you know what time it is? Khi các bạn có do you know rồi á, do you know, thì đằng sau không phải là what time is it nữa, mà là what time it is. Lấy cái chữ D á, it is, đúng không? It is, what time it is? Do you know what time it is? Và cái phần này sẽ có một cái bài giảng riêng về nó, tại sao nó lại như vậy nhá. Ok, thì hai câu này là phổ biến nhất. Ngoài ra mấy bạn có thể hỏi là do you have the time? Bạn có thời gian không? Đó chính là hỏi giờ luôn ấy. Do you have the time? Ok, bây giờ tới cái phần số 2, đó chính là cách các bạn nói giờ chẳng. Nó rất là đơn giản, các bạn chỉ cần thêm từ o'clock vô là xong. Nhớ cho các bạn chẳng thôi nha. 7 o'clock, 7 giờ, 9 o'clock. Và cách cái mà nói giờ chẳng á, các bạn nói chẳng lẽ cũng được, nhưng mà các bạn có thể thêm AM và PM. Nhớ có hai dấu chấm. Các bạn thường ghi sai ở đây, các bạn chỉ chấm một cái thôi, nhưng mà chữ này là phải hai dấu chấm nha, AM and PM. Đó là chữ viết tắt của một số từ nào đó, nhưng mà không cần quan trọng, tại vì không ai nói về cái đó cả. Ok, và nói về AM và PM thì AM đó chính là buổi sáng và PM là buổi tối. 12 giờ mà các bạn đang ngủ buổi tối á, người ta là tính là AM nha, tại vì nó chuyển sang là buổi sáng rồi, đúng không? Còn mà 12 giờ trưa thì là 12 PM. Nhớ nha, đang ngủ thì là 12 AM. Và sau đó 1 AM, 2 AM, 2 AM, and the rain is falling. Đó, các bạn thấy không? Ok, đơn giản ha. 2 giờ sáng, vẫn chưa ngủ, đang ở ngoài đường, trời mưa. Cái trường hợp thứ ba đó chính là cách ba bạn nói giờ lẻ. Nhưng mà cái cách này rất là đơn giản. Các bạn xem lại cái video mà nói về số đếm á, là các bạn sẽ dùng được thôi. Tại vì lấy hai số đếm gắn lại sẽ ra cách nói giờ. Ví dụ như là 9:15, đó chính là 9:15. 10:50, 10:50. Đó, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà các bạn thêm chữ it's vô. It's 10:50. It's 12:15. Ok ha. Và cách thứ tư là cách rất là khó. Trước khi học cái này thì các bạn hãy nhớ giùm thầy hai từ. Đó chính là từ thứ nhất, đó chính là từ half past. Nó chỉ có một cách dùng thôi, đó chính là nửa. Gửi á, chữ gửi á, half past. Và từ thứ hai đó chính là từ a quarter. Âm O chứ không phải âm A. A quarter. A quarter. A quarter là 15 phút. Ok, nhớ hai từ nha, half past và a quarter. Bây giờ cái half past trước nha. Ví dụ như 8:30, các bạn nói là half past 8. 9:30, half past 9. Cứ nhớ half past thôi là xong. Ví dụ như là bây giờ là 3:30 sáng, đúng không? Oh, it's half past 3 AM. Half past 3 AM. Rồi, cái thứ hai đó chính là cái giờ lẻ nói theo kiểu mà hơn kém. Thì các bạn tưởng tượng cái đồng hồ nó chia ra làm một nửa, đúng không? Và cái nửa bên đây thì là mấy bạn dùng từ past là hơn. Và nửa bên kia thì các bạn sẽ dùng từ till. Kém có nghĩa là tới á.
Bây giờ mình nói cái chữ past trước ha, nó đơn giản hơn. Ví dụ như 9 giờ 10, 9 giờ 10 phút thì có nghĩa là 9 giờ đã qua được 10 phút, thì mấy bạn sẽ nói là 10 past 9. 10 past 9. 10 phút đã qua 9 giờ đúng không? 10 past 9. Thử một cái ha, ví dụ như là 6 giờ 20. Đó, 6 giờ 20 có nghĩa là 20 past. Ủa, nhiều quá rồi. 20 past 6. 20 past 6. 20 past 6. 20 past 6. Ok. Và 6 giờ rưỡi đúng không? Half past 6. Half là một nửa, remember. Và ví dụ như là 3 giờ 15. 15 là cái gì các bạn nhớ không nè? Đó là chữ a quarter. 3 giờ 15 ha, a quarter past 3. A quarter past 3. Ok, chúng ta xong cái past ha. Bây giờ chúng ta qua cái phần tiếp theo, đó chính là chữ till. Till là tới. Ví dụ như bây giờ là 8 giờ 40 đi. 8 giờ 40 đúng không? Có nghĩa là sẽ còn 20 phút nữa tới 9 giờ. Thì mình cũng nói gì đó, tiếng Việt đó mình có nói đấy. Ủa mấy giờ rồi? 20 phút nữa tới 9 giờ. Thì tiếng Anh nó cũng vậy. 20 phút nữa 9 giờ, đó chính là 20 to 9. Đó là cái ví dụ mà ở đầu clip chúng ta nói đúng không? 20 to 9. Ví dụ 15 phút nữa tới 10 giờ thì 15 phút là 15. Hoặc là các bạn nhớ không? Đó là chữ a quarter. A quarter to 10. A quarter to 10. Oh, it's a quarter to 10. 15 phút nữa tới 10 giờ các bạn. A quarter to 10. Đó, các bạn cứ tới. Thêm một ví dụ nữa ha. Ví dụ như là 25 phút nữa tới 12 giờ thì sẽ là, đọc đi, nói đi các bạn. Các bạn nói trước đi. 25 phút nữa tới 12 giờ thì sẽ là 25 to 12. Nó hơi phức tạp, nhưng mà khi các bạn luyện tập, cố gắng mỗi ngày các bạn nhìn vô cái đồng hồ ấy và các bạn nói cái giờ tiếng Anh, thì nói cái cách thứ hai này nha, nói cái cách mà khó này á, chứ đừng có nói cách đầu dễ lắm. Nói cái cách này và các bạn sẽ lưu loát thôi, và hy vọng các bạn thành công. See you next time. Các bạn nhớ chia sẻ giúp thầy, like và đăng ký kênh nha nếu các bạn coi ở YouTube. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều.